Hi, welcome back to my channel. Start again, go. Okay. Was jetzt? Okay. Was ist denn, Lola? Thank you.
그거 대화봐. 오케이. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger closed. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. Okay. 와, 뜨뜻, 여보도 돼요. 너와 너희 너무 고가. Let's go. Yeah, Vice City. Ah, well, I hope you're having a good... Show me some ID. What you looking at?
better start talking. Hey, make me, you prick. You really want to die? This way. Yo! Wow, they sat behind them. Check out the sala. Not a saw. Rồi sau đó các bạn sẽ chở anh chàng này đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Bạn sẽ chở anh ta đi đến điểm. Đến mua khẩu súng và tiếp tục làm nhiệm vụ. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái điểm 5. GTA Liberty City Store. Remember J.D. O'Toole? Và tiêu diệt một băng đảng kết cứu ở trong đây là vào đây để tiêu diệt băng đảng đó. Ok, rồi tiếp tục là Traffic Reader.
Ok, let's go. Và trong này thì các bạn sẽ làm được vụ đó là đi theo anh chàng Blue này. You're just a liability, CJ. Của tôi hôm nay. Why you bother coming back? That ain't exactly fair. Motherfuckers though, sold them niggas who's gangster. Ride a nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you. Okay. So, tiếp tục rồi. Cover Van Speech. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.